chào các bạn, thì hôm nay Khủng Long sẽ giới thiệu các bạn game Fat Princess. Nhưng không phải Fat mà là Fat. Game này do Sony Computer Entertainment phát hành, phối hợp với Santa Monica Studio. Nếu mình có đọc sai thì các bạn hãy ném đá mình. Ở dưới này thì bây giờ mình tiến hành vào game. Thì đây là một thể loại game có lẽ là sẽ quen thuộc chúng ta thôi. Đó chính là game Kim Cương. Các bạn đừng có buồn khi mà mình giới thiệu đây là game Kim Cương. Bởi vì như kiểu Candy thì các bạn vẫn chơi như vậy, chứ sẽ qua màn và khá thú vị. Game này thì nó pha giữa cả hai, khi mà các bạn sẽ vừa xếp kim cương nhưng mà lại vừa có những cái nhân vật. Khi mà các bạn xếp được càng nhiều những cái vũ khí đặt mình giới thiệu trong game thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái độ khủng khiếp kinh và bá đạo hơn. Thì chúng ta cũng sẽ chơi qua màn, thì các bạn thì thấy ở đây là rất nhiều màn, rất nhiều cái kiểu cửa tướng. Mình qua màn 1 rồi, 3 sao mình chơi tiếp luôn. Ok, hoàn thành level init 14 tơn. Ok, game này thì anh em sẽ đóng vai là một nàng công chúa béo ở đây, đi đằng sau đội quân đi trước. Đấy, sau đó thì phía trên này thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên là một cái thanh lực ở phía trên này. Đấy, cái thanh này khi mà các bạn đẩy chứ qua cửa. Ở dưới này thì quân đỏ là quân ta, quân xanh là quân địch. Và quân địch thì có 3 máu với 3 người. Quân ta thì do mình chơi ở màn trước thì có 4 thằng. Mỗi thằng sẽ có một tác dụng riêng và nhiều máu hơn. Mỗi lần các bạn bắn thì các bạn sẽ làm giảm một máu của đối phương. Đấy, hiểu nôm na như vậy. Mình cũng giới thiệu luôn, đây, cái anh chàng áo trắng cầm cái chùi chùi này là anh chàng pháp sư để hồi máu. Anh chàng tiếp theo là anh chàng số 6 này, thì anh này thì sẽ là một anh chàng cầm bom cảm tử, và khi mà ném vào thì sẽ stun những cái đơn vị đối phương, thì các bạn cần lưu ý cái điều này. Người tiếp theo đó là số 8, thì đây là lính cận chiến, và cái anh này thì chỉ đánh được một người thôi. Khi mà các bạn lao lên thì các bạn sẽ chém chỉ mất một máu một người. Và cuối cùng là anh số 7. Anh số 7 này thì có các cái khẩu súng khá là lớn, như kiểu Chitana vậy, bắn một phát thì đạn nổ lan xung quanh. Mình sẽ tiến hành vào chơi luôn. Thì cách chơi của nó là chơi theo kiểu kim cương, thì các bạn sẽ xếp kim cương thôi. Đấy, hơi xếp nhầm. Các bạn có thể đọc hướng dẫn của nàng công chúa đây để có thể biết được. Thì trên cái bảng xếp này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có khá nhiều item. Khi mà các bạn sẽ có kiếm, kiếm đỏ thì là để cho cái anh số 7 kia. Mình tạm gọi những anh này là cái máu của họ là số cho dễ nhận nhá. Mình sẽ tiếp tục xếp kiếm để anh số 7 này có thể bắn nhau, bởi vì hiện giờ mình chưa có một cái vũ khí nào khác cả. Khó phết nhở. What the fuck. Ui. Ui. Bà béo chúng ta đã phải xuất chiêu khi mà ui. Kinh ấy. Khi mà đội quân của mình khá là yếu đuối và không thể chiến thắng được, thế nên là bà béo chúng ta phải xuất chiêu rồi. Ở đây đội quân của họ khá đông, mà các bạn cần lưu ý là chúng ta nên có những cái kế hoạch chiến thuật cho phù hợp. Ví dụ như ở đây thì họ khá là đông địch và chúng ta nên đánh những cái chiêu đánh lan trước, ví dụ như này. Thì các bạn thấy là mình stun được 4 người cơ, à 2 người, khá là tốt rồi. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng những combo khác, ví dụ hồi máu cho quân ta trước á. Rồi, ngon luôn, mỗi người một máu. Đấy, ta sẽ tiếp tục đâu đánh gì nữa nhỉ. Thực ra cái anh cầm kiếm này mình không thích lắm vì đam khá là yếu và cũng chỉ chém được một người thôi. Mình thích nhất cái thằng cầm súng, mỗi tội là súng ở đây thì hơi ít nên các bạn rất là khó để có thể vừa nói xong có luôn. Trước đây thì mình chưa bao giờ mình thích cái game kiểu xếp kim cương này cả, bởi vì nó rất là nhàm chán. Tuy nhiên khi mà gặp được cái game này thì thực sự mình đã bị cuốn hút bởi nó, khi mà cách chơi của nó cũng khá là bá đạo và cái lối chơi và kiểu combat thì cũng khá là dị. Các bạn có thể tùy biến mỗi người một cách khác nhau, không nhất thiết phải giống nhau đâu. Làm sao đang được cái này. Ôi, rồi gần qua cửa rồi. Bạn thấy ở cái thanh vàng phía trên thì đang chạy gần sát cái điểm mà chúng ta cần đến. Và cái điều này thì là một cái điều mà mình cũng chưa biết nó là cái điều gì, thế nên là mình tiếp tục chơi thôi. Đấy, còn một người nữa. Ôi, và tiếp tục câu chuyện thì mình sẽ tiến hành qua màn bằng cách là tiến hành một tơn lớn. Đấy, tơn này chém phát chết đôi luôn, không thành vấn đề gì cả. Khi mà các bạn đang chém nhau thì vẫn có những thành phần nó bay vào. Đấy, bạn sẽ
rồi, thắng rồi. Mình đã tiến hành thắng được cái cửa này khá là dễ dàng. Thì game này thì nó cũng có một chức năng, đó là các bạn có thể share lên Facebook để cùng rủ bạn bè chơi. Sau đó thì nó sẽ sinh lên và các bạn sẽ có kiểu như là đồng đội chẳng hạn. Sâu thêm thằng nào điểm cao hơn, nhiều tiền hơn. Đấy, trò đấy khá là vui. Đấy, được 3 sao. Ok, vẫn ngon. Rồi ra ngoài mình sẽ giới thiệu chút về giao diện của game. Thì giống những cái game khác thì các bạn sẽ có những cái loại tiền trong game, kim cương hoặc vàng ở đây. Đấy, sao các bạn tích nhặt được trên cái quá trình chơi. Ở phía dưới thì các bạn sẽ có bản đồ này. Đấy, nâng cấp và setting. Đấy, trong phần setting này thì game này thì chắc chỉ cần bật tắt âm thanh thôi. Ở cùng là sinh trên Facebook. Mình sinh nhầm rồi, thế nên là mình sẽ không sinh nữa đâu. Giờ và giới thiệu game của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chơi vào ngày 20 tháng 10 hoặc là 31 tháng 10 hoặc là một cái ngày nào đó mà mọi người cũng chơi.